Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng kem lót của NYX. Và sau khi đã thoa đều kem lót trên mặt thì bây giờ mình sẽ sử dụng cushion của Merzy luôn. Có vẻ là do ánh sáng nên không nhìn rõ được sự khác nhau của hai bên mặt, nhưng mà ở bên ngoài thì nhìn rất là rõ sự thay đổi sau khi đã sử dụng cushion. Vì cushion đã che được khá khá khuyết điểm nên bây giờ mình chỉ dùng che khuyết điểm để tạo khối sáng. Sau đó thì sẽ phủ luôn một lớp phấn bột lên trên để giữ được lớp make lâu hơn và nền không bị trôi. Để cho lớp trang điểm không bị quá dày và khiến da khó chịu thì mình sẽ sử dụng xịt Fix Makeup của Smashbox. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng bảng mắt này để đánh mắt, má và lông mày luôn. Vì là makeup Kira Kira nên là mình sẽ sử dụng màu nhũ hồng, nhưng mà màu hồng không quá đậm đâu, mà thay vì đó là ánh nhũ sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và sau đó sẽ chọn một màu phấn mắt ngọc trai để đánh highlight cho những điểm sáng trên khuôn mặt nhé. Và bây giờ hãy cùng mình đến với bước kẻ lông mày. Vì layout makeup này rất là bánh bèo, vậy nên là mình sẽ sử dụng một dáng lông mày ngang không quá sách. Đến phần màu mắt chính thì mình sẽ chọn màu mắt hồng nhạt, sau đó tan đều cả trên bầu mắt và mí mắt dưới. Và điểm nhấn của đôi mắt ngày hôm nay đó chính là hai đường kẻ line màu tím và màu hồng. Và đến phần mí mắt dưới thì mình sẽ sử dụng màu tím để kẻ một đường từ 2/3 đôi mắt và kéo dài ra song song với cái đường line mình vừa kẻ ở trên. Khi tạo hai đường line song song như này sẽ cảm giác mắt bạn to hơn. Sau khi kẹp mi thật cong thì bây giờ mình sẽ dùng mascara của Maybelline. Loại mascara này thì không làm mi dày lắm nhưng mà sẽ làm sợi mi cong và tơi tự nhiên hơn. Và đến bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng eyeliner của Maybelline luôn. Thì mình sẽ chỉ kẻ một đường mỏng và theo đường viền mí mắt trên thôi. À mà để hoàn thành được make up look Kira Kira thì mình sẽ sử dụng ngay em trợ thủ đắc lực mà Merzy đã tặng cho mình. Sau khi đã gắn một vài hình bling bling lên mặt thì bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển qua phần squat son nhé. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn siêu phẩm của video này. Đây chính là 9 thỏi son mới toanh của Merzy, tên là Merzy Aurora De Retin. Aurora De Retin là loại son 3 trong 1, có son bóng, son nhũ và son có màu. Điều đầu tiên phải kể đến đó chính là bao bì thiết kế của son. Với một con nghiện màu tím như mình thì De Retin đã quyến rũ mình ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên luôn ấy. Bộ sưu tập son lần này của hãng thì được đầu tư và chú trọng về mặt thiết kế hơn bao giờ hết. Từ packaging thiết kế màu hologram kết hợp với màu tím, cho tới vỏ son được mix giữa màu bạc và màu tím rất là hài hòa. Không giống với những thiết kế son thông thường thì lần này son của Merzy có thiết kế dạng hình trụ bầu dục. Nắp son bằng nhựa được đúc nguyên khối trong suốt, tựa như pha lê. Cọ son lần này thì có dạng vát xéo nhẹ và hơi nghiêng. Thiết kế này giúp cho việc thao tác đối với chất son bóng dễ dàng hơn. Và điểm đáng khen ngợi hơn nữa chính là ngay cả thân cọ son cũng có tông màu tím đồng bộ nữa. Không dài dòng nữa và bây giờ hãy cùng mình bắt tay vào swatch 9 màu son mới toanh của Merzy nhé. Màu đầu tiên là màu DT1, Rose Rain là màu hồng san hô.
Mở đầu bảng màu là sắc son hồng nhẹ nhàng trong trẻo, và Roseanne chắc chắn là một thỏi son must have trong mùa hè này luôn. Bởi vì em nó có màu san hô sữa khá trung tính và dùng rất đẹp trên mặt mộc luôn. Màu son thích hợp để phối hợp cùng với những make up hay là những bộ quần áo phong cách ngây thơ và trong sáng. Và vì màu son khá là nhạt nên là các bạn có thể sử dụng như là một lớp son bóng và đánh một màu son base ở dưới để mix cùng nữa. Sau khi đánh xong thì mình nhìn thấy được độ trong của son như pha lê và môi mình cảm giác rất là căng mọng nữa. Và bây giờ hãy cùng mình chuyển sang màu DT2 là màu cam san hô. Nếu mà đã có sắc hồng rồi thì tất nhiên là phải có sắc cam đúng không? Và Nomad Coral là tone cam san hô ngả ấm, màu son rất là tươi trẻ mặc dù là trông lên hình có vẻ hơi chói một chút. Nhưng đây cũng là một màu son cần cân nhắc, tại vì là màu cam nên là vẫn giảm tông da và làm xỉn men răng đi một chút nhưng mà không đáng kể đâu. Tiếp theo là DT3, đây là màu Amber Way, là màu cam nâu ánh vàng. Đây hình như là sắc son được mọi người rất là ưa chuộng luôn, bởi vì là một sắc son cực kỳ tây và thời thượng. Màu son là sự kết hợp giữa cam nâu và một chút vàng hổ phách. Khi lên môi thì màu son sẽ hiện ánh vàng rõ hơn một chút và nghiêng về cam hơn là nâu. Tuy sắc son rất là đẹp nhưng mà màu này cũng dễ làm xỉn men răng và làm giảm tông da của mình nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại bởi vì son cung cấp độ ẩm cho đôi môi rất là nhiều, tạo nên độ bóng mượt và mịn màng nên là khi mà trôi son thì môi vẫn không hề bị khô. Dù là đi cả ngày dài nhưng mà lúc nào cũng cảm giác như là môi đang được sử dụng son dưỡng vậy. Và đến với màu DT4 là màu Maple Moment, tức là màu đỏ nâu gạch. Maple Moment chính là màu son tạo nên cơn sốt cho bộ sưu tập lần này. Là sắc đỏ nâu ánh cam nhẹ, màu son không quá trầm đậm cũng không quá chói như hai màu son trước đó. Sắc nâu trong màu son này rõ ràng hơn nên lại vừa tôn da vừa còn làm trắng răng hơn nữa. Và nếu lăn tăn không biết chọn màu son nào thì các bạn có thể múc ngay em.
màu tím. Thì các bạn hãy sử dụng mã giảm giá là MZ3T và các bạn sẽ được giảm giá ngay 20.000 một sản phẩm, từ 179.000 bây giờ chỉ còn 159.000 nữa thôi. Và còn chần chờ gì nữa, hãy cùng sở hữu ngay thỏi son bóng hot ít nhất hè này nhé. Còn bây giờ thì Pate xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.